cô chú anh chị ơi, bữa nay là thôn tiếp tục đi ra chợ Gò Đen để chia sẻ hình ảnh cho ông bà cô bác xem nha. Đây. Cô bán bánh mà này bán đắt quá. Nay bán đậu quá hả cô? Con hôm bữa nè. Nay gần Tết rồi cô bán nhiều hơn ha. Rồi hôm qua không có giá. Dạ. Cái này là cốm gì vậy cô? Bánh đa. Rồi. Để con quay nhiều chia sẻ cho ông bà cô bác tới ủng hộ cô. Dạ. Sáng giờ cô bán kiếm được mấy trăm chưa? Cô bán được mấy trăm chưa? Để hả cô? Đây bánh nhiều quá con không biết, cô cầm cô giới thiệu được không cô? Cô giới thiệu mấy loại bánh ở đây được không? Ê, cô dễ thương quá à. Cô giới thiệu nha. Dạ có ở đâu nghệ? Quay mấy cái bánh thường. Dạ. Bánh đa nè. Bánh đa, món này. Món này xin xa hột lụ. Xin xa hột lụ. À, bánh lọ hột lụ. Dạ, món này có. Bánh lăng. Lăng. Bánh lá dừa. Nhà cũng môn, cũng khoai lang. À, bên đây có xôi nữa cô. Xôi rất. Dạ. Cô con cháu vô không bán phụ? À, có mà đi về. Dạ đi về. Dạ. Cô mình chưa có bán mứt nữa ha. Bánh bao chiên hả cô? Đây. Đây cô bán gì xem là nhìn rất là hấp dẫn luôn. Đây kẹo đậu phộng. Leo leo kẹo đậu phộng đây, có mứt gừng. Mứt gừng này nhiêu ký cô? 120. Dạ. Cô nay nhiêu tuổi rồi? 59. Cô 59. Ừ, cô còn ngon lành quá. Hả? Chị bán vé số hả? Ừ, hình như là chị này chung số em phải không? Bữa hôm qua em có kiếm chị á mà không thấy. Rồi thôi bữa nay á thì em cũng có một cái món quà của một người anh ở bên Mỹ á, là anh Hai John gửi tặng cho bà con cô bác mà khó khăn á, thì thôi em gửi tặng cho chị nha. Chị cảm ơn anh Hai John đi. Dạ, cảm ơn anh Hai John. Rồi chị tháo cho con có tiền trống không? Dạ. Tháo cho thử rồi xem có không? Đâu, lấy ra thử xem. Dạ. Giúp cho luôn. Thì chị thấy mừng không? Dạ mừng. Cảm ơn. À, thôi chúc chị năm mới phát tài luôn nha, ráng cố gắng lên nha. Ở đây thì cô bác anh chị hôm qua thì Phong có vô nhà của chị này á, nhưng mà không có thấy. À, cũng gần ở sớm Phong. Rồi thôi chị bán nha. Chứ em không biết gọi với sớm đâu ủng hộ được. Ở bài đi. Cảm ơn nhiều. Ô, chào anh. Chào anh trai nha. Ủa chừng anh bị gì thấy ghê vậy? Bị Phong hả? Mà sống phải về vì phần đông những kẻ lâm chung. Anh nói xin thuốc gì không? Xin thuốc hả? Anh xin về là ngày được có khoảng bao nhiêu tiền? Trăm mấy hai trăm. Anh có vợ con gì không? Có vợ con vậy. Có vợ con. Hồi sáng giờ là anh được bao nhiêu đây hả? Anh ăn uống gì chưa? Trời ơi, chừng ghê quá. Em mua ít đồ ăn cho anh ăn nha. Đợi em tí nè. Nè, cái giò nè, giờ lấy bằng thiệt á. Thế Phong sẽ mua ít đồ ăn cho anh. Dạ dạ. À, con ở đây mà. Lấy cho con cái nào. Đợi em tí nha, để em mua đồ ăn cho anh nè. Anh thích ăn cái gì? Anh xích ở đây đi. Anh xích ở đây đi. Anh xích ở đây. Anh xích ở đây anh chọn đi. Anh chọn cái món nào đi, em mua cái món đó. Góc này nè. Dạ, dạ. Anh đi là loại đi lựa đi. Rồi, à, bữa nay đó là Phong chia sẻ những cái hình ảnh ngay chỗ mà quê hương của Phong. Rồi vừa bên cạnh là chia sẻ cái ngôi chợ của Phong á. Rồi bên cạnh đó là những hoàn cảnh mà khó khăn khi mà Phong đi Phong gặp á. Anh ăn chay hả? Dạ. Anh có bánh nào anh thích đó thì anh cứ dùng đi.
Tại em thấy anh cũng có chút đỉnh tiền của cô bác cho thì em mua bánh cho anh ăn nha. À, anh tên gì? Dạ, anh tên Tường. Tên Tường. Nhà anh gần đây không? À, quê Bến Tre. Bến Tre à? Thì nhà cửa con cái anh gần ở đây hả? Dạ, gần ở nhà trọ với Long An. Nhà trọ với Long An. Rồi có dịp nào em ghé thăm gia đình nha. Chứ em thấy anh đi như vậy em cũng không biết cái hoàn cảnh ở vợ con anh sao, anh em không có giúp được nhiều á. Dạ, đây có chân anh kẻ mở luôn. Dạ. Rồi thôi anh đi nha. Nhiêu tiền cô? 15 ngàn luôn. Dạ, tiền cô 15 ngàn. Rồi cô lấy giúp cho con luôn nha. Cô lấy giúp cho con đi. 6 ngàn luôn. Dạ. Đó, con có tay à, nên cô thông cảm cho con nha. Hey, thấy không? Con vừa đứng cái là cô bán đắt ghê chưa? Đây cô bác chị xem. Mua mất ủng hộ đi cô, sắp tới tới nơi rồi, Tết tới nơi rồi. À, cái bịch này cũng ngon nè cô. Dạ, dạ. Cái loại trong hũ nó gọn hơn á. Thì cô cảm nhận Tết năm nay cô thấy sao cô? Đậu đen. Đậu trắng đậu trắng không à? Đậu trắng cũng hay hơn. Đợi cô bán ha, con đi lần kia nha cô. Dạ dạ, chúc cô mua bay bán đắt nha. Cái hình chèm bao nhiêu? Bán nhiêu sao vậy anh? Dạ, mới qua bán anh. Mới qua bán hả? Dạ. Anh bán sáng giờ được mấy triệu rồi? Chưa bán được đồng nào mới hàng. Chưa bán đồng nào hả? Trời. Chưa có mở hàng luôn. Dạ. Thấy tội ghê chưa. Để em đi vòng vòng có ai không, có ai múc cho chút em lại em ghé thăm anh nha. Dạ. Nhiêu này anh bán bao nhiêu ký? Dạ cái này em bán 30-25, em bán cho bà chị bán nhiêu cũng bán mà cỡ cho em. Nhiêu cũng bán hết. Dạ 25-30 ký em bán. Dạ. Nhiêu này anh đem ở đâu lên? Dạ Gò Công. Gò Công. Dạ. Rồi. Anh có gia đình gì chưa? Dạ em 3 đứa con rồi. Ôi 3 đứa con luôn. Vợ chồng tật nguyền hết á. Trời ơi anh làm ăn ngon lành quá vậy. Tại trời ơi. Anh đứng tới giai phong à. Mà anh có 3 đứa con rồi. 3 đứa. Con anh chắc cũng lớn tuổi ha. Không, con em lớn tuổi 10 với 6 với 3 tuổi. Tại vì lập gia đình muộn á. Lập gia đình muộn. Nên tại vì chồng tật. Vợ chồng tật á thì. Rồi anh đứng đi chút có gì em thấy bán không được em vòng lại em thăm anh nha. Dạ dạ. Rồi cố gắng nha anh. Dạ dạ. Năm mới chúc anh nhiều sức khỏe. Dạ dạ. Phát tài bình an may mắn. Dạ. Đừng có xanh nữa nha. Dạ dạ không sao. Chào anh. Đây có người cô. Bên đây bán đỡ cô Thiệu. Ôi thịt quay ngon quá. Đây. Không đi chia sẻ cho vòng vòng cô bác chị xem. Đây cua Cà Mau đây ông bà cô bác ơi. Bây giờ là ông bà cô bác là khỏi cần đi xuống Cà Mau luôn, tới chợ Gò Đen vẫn có cua Cà Mau để ăn. Thì bữa nay Phong đi qua thăm một cái người cô bên kia. Trời ơi chú bán Cà Mau đây nữa rồi. Chú nhớ con không? Bữa cũng chú làm ca dòng câu dòng cổ khán giả khen quá trời đất luôn. Rồi chú bán nha. Này có anh bán cá chốt nữa. Cá chốt này kho xả là con. Rồi cá chốt này mà kho xả ăn chắc hết rồi cơm luôn. Anh ở đâu đựng? Ở dưới Tân Tập. Tân Tập. Tân Tập vậy là ngay gần đứa Cần Vuột phải không anh? Cần Vuột. Cần Vuột, quê ngoại em đó đó. Không? Em ngay gần cái ngã năm á. Ngã năm ở Tàu hả? Ờ đúng rồi. Anh gần đó không? À, không, nhưng mà có bà chị cho tới đó. Dạ dạ. Rồi. Anh sáng giờ bán nhiều không? Bán cũng nhiều, bán cũng 50 ký. Trời ơi, chung bánh rồi. Nhà mình sang cho bà dạ. Rồi, Tết phát tài luôn nha anh. Phát tài phát tướng luôn nha. Anh có con gái lớn không? Hả? Có con gái lớn tuổi không anh? Không, giờ có cháu à. Chứ... Có cháu à? Anh cưới cháu rồi. Dạ, trời ơi. Em ghẹo chứ em có vợ rồi. Dạ rồi. Em có vợ rồi. Thấy gì chắc cái dàn bà giá dữ dằn. Dạ. Ừ. Mới là giá không. Rồi bữa nay chú này có cầu dòng cổ nào nữa không? Thôi thôi. Bữa hay quá, khán giả yêu cầu quá trời luôn kìa. Rồi. Rồi.
chủ bán nha, chào anh chào. Này, để Phong đi qua đây chia sẻ con đây. Con bé gái. Bữa bé gái bé gái là ba mẹ là bỏ rơi rồi, bây giờ là ở chung với bà ngoại. Ở chung với bà ngoại là phụ bà ngoại bán. Ngoại làm gì ngoại? Nay con đem thuốc cho ngoại nè. Cảm ơn, nó về nó kiếm hoài chứ. Dạ, hôm bữa con ra con quay mà không biết sao nắng quá, cái điện thoại con nó rung quá, nó bị nóng máy á. Dạ. Cháu cháu bà ngoại nữa hả? Không có, này ở sớm. Ở sớm? Dạ, thương con. Ê, bé bé cho tên gì quên mất tiêu rồi bà. Như Ý. Dạ, bé Như Ý. Đây, bữa nay chú Phong đem ra cái chai dụ thuốc cho ngoại con uống nè. Ê, trời. Dính. Qua với ngoại chút xíu đi con, chú Phong chờ tiện chút xíu đi. Qua với ngoại chút xíu đi. Bữa chú Phong quay mà chưa nắng quá, điện thoại nó bị nóng á, về cái hình nó bị hư hết trơn à. Nên chú Phong bữa nay chú Phong lợi. Ủa, ngoại có bán ốc đó hả? Có rồi, chú này nè, có thằng này nè. Trời ơi. Gắn sao nè, gắn máng ra gì nè. Máng giống chú Phong vậy nè. Đó, không bóp bóp á, bóp sao nó lội. Bấm ra, bấm ra gì đó nghe. Thôi đi về đi kiếm quay không được. Dạ. À. Tại cái clip hôm bữa con quên đi vòng vòng chợ con quay gần hết luôn. Con không biết chú là lấy gì. Dạ. Hẹ lá hẹ hồi đó không có hôm nay. Ở đây là cô ổ ngoại, ngoại bán đủ thứ đồ á. Bà ngoại ngồi bán nha, con đi quay bên đây cái con vòng lại. Đây ngoại bán núm. Núm này có 60.000 ký nè, của bác anh chị ơi. Núm búp dưới quê. Chăm thì có 10.000, 15.000. Dưới bún với giá. Bò bắp nữa. Đây có đậu que. Đậu que với cà, với củ cà đỏ, củ cà trắng. Hôm bữa ngoại đi kiếm cái clip con không có hả? Dạ. Rồi cái chai thuốc hồi nãy á, là con đưa cho ngoại á, ngoại uống là một ngày hai lần, một lần nữa ly uống dụ thôi, nó mạnh lắm. Là trong vòng 5 ngày là bà ngoại khỏe lại, gánh lúa đi luôn. Ngoại qua đi chích ngừa mà giờ cái tay này nó đau. Ngoại đi chích ngừa hả? Ừ, qua chích mũi ở Mỹ rồi, mới được. Rồi bé ý là ba mẹ từ lúc nhỏ là bỏ rơi con hả? Không có bỏ rơi, tại vì mẹ nó lúc mà sanh nó ra là thôi bú á, là giao gì luôn. Dạ. Rồi tới chừng mẹ nó mất là nó mới lớp 1 à. Dạ. Lớp 1 mà nay nó được lớp 7 rồi. Máng nó lưng chú Phong luôn. Chơi ác đạn cho máng nó lưng. Máng nó lưng không còn nè. Nó tưởng là chú là chú kiếm. Dạ. Phan Phong mà đâu phải. Dạ. Con là Phong Nguyễn chứ không phải Phan Phong. Phong Nguyễn. Dạ. Là tối hay bắt Phan Phong nói chuyện của bà Nguyễn hả? Dạ. Rồi. Thôi hôm bữa thì con lại đây con thấy ngoại với bé ý thì cũng dễ thương. Rồi bên cạnh đó hoàn cảnh cũng có phần khó khăn. Khó khăn lắm con. Khó khăn á. Thì bữa nay thì cũng có một cái món quà của một cái người anh ở bên Mỹ á. Là dành cho nhiều bà con cô bác ở đây lắm. Chứ không phải riêng ngoại, mà những hoàn cảnh khó khăn đều sẽ nhận những cái phần quà nho nhỏ ý nghĩa và yêu thương này. Thì thôi chào cho ngoại nha. Cảm ơn cô. À, anh cô Hai John, anh Hai John bên Mỹ. Rồi bà ngoại tháo cho con có không, để con quên con bỏ ra đó. Tháo ý con tháo cho coi ý. Đâu tháo cho lấy ra đi nhầm khi. Rồi con thấy được không? Dạ được, cảm ơn. Vui không? Rồi em mốt có cô bác nào thương hoặc là thương ngoại với thương con thì chú Phong lại tiếp nha. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Rồi con có muốn nói gì tới chú John không? Dạ con cảm ơn. Cố gắng nha, dán học nha con. Mốt học không nổi thiếu tiền hả gì á, liên hệ chú Phong. Chú Phong quay thêm nữa còn cái duyên nữa, mỗi hoàn cảnh có cái duyên hết. Rồi, thôi chào tạm biệt hai bà cháu. Cảm nha. Tại chú Phong xin cái mất. Chúc mình cũng bước sang năm mới, chúc em vui vẻ, nhiều sức khỏe nha, dạ. Cả gia đình luôn em. Dạ, con chào cô. Quê em đâu lần? Con gần ở đây nè. Đâu?
con nghe Long Hiệp á. Ừ. Long Hiệp là ở đây. Bà con ông Tấm Can của Úc Úc Can rồi đó bên trên dạ, đó dạ. Nó cũng chặt chặt em dạ. Biết cuốn phía trong. Còn thằng cháu con ông anh thứ 10 ở cháu con là cháu ruột của ông Mười Thòn Nguyễn Ngon á. Dạ. Còn có ông, đây. Ông Tấm Đờn ở trong á là cha vợ của thằng cháu kêu cô. Dạ. Chồng Thanh á. Thôi chào bé ý nha. Chào. Bé dễ thương quá. Nãy Phong đang đi thấy bé nó đang ăn, thấy Phong ghi hình đó. Nó lật đật. Nó ăn nặng nó vô coi chút xíu nó về nậu. Dạ. Cho chiều lên rồi mai đi học tiếp. Thôi bye con nha, bé dễ thương. Cảm ơn. Rồi. Dạ. Ăn tiếp đi, con thay ăn tiếp đi. Dạ thôi, con no hả? Vậy hả? Thôi tự nhiên đi, chú Phong ở dưới quê à, chú Phong cũng dân giống như con à, thiệt tình à. Đừng có ngại. Rồi bye con. Giờ Phong Nguyễn tiếp tục đi chia sẻ cái khu chợ của Phong ở đây cho bà con cùng bác xem nha. Hôm nay là một cái ngày bình thường luôn nhưng mà gần sắp Tết rồi nhưng mà không khí rất là nhộn nhịp luôn á. Rồi Phong đeo tới mấy cái khẩu trang được. Trời ơi nửa ký núm mà có 25.000. Trời ơi dễ thương ghê không. Núm này ở đâu chuyển lên đi cô. Trời ơi núm gò công. Trời núm ngon quá có 25.000 nửa ký. 25.000 nửa ký không nổi rồi. Không nổi rồi luôn. 25.000 nửa ký núm. Ơi ơi, bạn gà 40.000 ký. Này có chanh. Bà nào mới chặn tôi 3 ký. Giò gà. Giò gà này bao nhiêu một ký cô? 40.000 một ký. 40.000 một ký. Trời ơi ăn nó lội mắt ra luôn. Lội mắt luôn, chợ gà đen nó rẻ lắm. Chợ gà đen là bán rẻ nhất luôn. 25.000 nửa ký núm luôn. Này bông. Dạ. Quay hôm qua là chút hôm qua hết luôn. Hả? À, anh này hôm bữa em gặp hoài phải không? Anh ở nhà quê ở đâu? Quê ở đâu anh á? Đức Huệ hả? Có gia đình chưa? Có. Như em đi hôm bữa là thấy anh hoài, như hôm bữa em mua có anh tờ hai tờ ủng hộ anh. Anh có vợ con gì không? Anh có vợ con gì không? Có vợ. Vợ hả? Thôi thôi tới Tết rồi. Hôm bữa vợ thì cũng thấy anh đi bán hoài. Tại vì mùa dịch thì đi làm cũng khó khăn đúng không anh? Đi bán cũng lo gia đình với con cái đồ. Thì bữa nay may mắn là có một cái người anh ở bên Mỹ là anh Hay John là gửi cho bà con khó khăn ở đây là những cái bao lì xì ý nghĩa trong những cái ngày Tết. Thì hôm bây giờ em gửi tặng cho anh nha. Rồi anh tháo ra đi. Không anh tháo bao lì xì ra đi. Tháo ra coi xem có tiền không. Ờ anh tháo ra đi coi có tiền không chổng không. Anh giúp cho luôn. Có. Dạ. Dạ anh thấy anh cảm nhận sao. Cảm ơn. Ờ cái này là tấm lòng của anh John ở bên Mỹ á. Dạ. Dành cho những bà con khó khăn. À, rồi thôi anh dán làm lo gia đình nha. Rồi, rồi. Rồi, chúc anh năm mới phát tài luôn nha. Thôi chờ anh. Rồi không sao đâu. Cô Phong chia sẻ những cái hình ảnh đây. Đây có cô chủ dễ thương quá bán trái cây với bán nước. Ủa nước hay mật ong vậy chị? Mật ong anh. Rồi mật ong này là chất lượng luôn à. Thấy nó đơm bọt lên về là biết là 100% là thiên nhiên rồi. Chị bán này là bao nhiêu một lít? 200. 200.000 lít. Ủa sao dễ vậy? Dạ cái này mật nhạt. Mật nhạt.